có rất là nhiều khách hàng, có rất là nhiều khách hàng hỏi về cái việc phân biệt tinh dầu thật và tinh dầu giả trên thị trường. Tại vì ta nhìn đâu thì cũng thấy ai cũng quảng cáo là bán tinh dầu, và cái vấn đề nhãn mác cũng vậy, cứ ai cũng ghi là tinh dầu thiên nhiên, ai cũng ghi tinh dầu 100% thiên nhiên. Và hôm rồi mình có gặp một cái cô, thì cổ nói là người quen của cổ ở trên Bình Dương á, mua một máy xông tinh dầu và một cái chai tinh dầu, mà xong nó về dùng không được là phải bỏ, tại vì cái mùi nó lên và nó rất là hôi và ảnh hưởng đến sức khỏe, nên là cổ sợ quá, nhà có em bé nữa nên là bỏ. Thì cổ cũng hỏi, tức là một số người hỏi sao để phân biệt được tinh dầu thật, tinh dầu giả, tại vì bây giờ thị trường cũng rất là loạn. Thì mình sẽ tư vấn theo như là một cái người mà hiểu về tinh dầu, và tinh dầu là phải phục vụ cho sức khỏe, sức khỏe về mặt tinh thần lẫn sức khỏe thể chất, đúng không? Thì đầu tiên á, cái chai tinh dầu sẽ mượn một cái chai, anh quay lại lấy tạm một cái chai tinh dầu gì bất kỳ đó. Thì cái đây là cái chai tinh dầu xả cam nha, chai tinh dầu xả cam. Thì mình chốc nữa mình sẽ thử cho mọi người. Thì cái để phân biệt tinh dầu thật và tinh dầu giả, tinh dầu thật và tinh dầu giả, thì trước tiên á là phải tắt cái chuông. Tinh dầu thật và tinh dầu giả, thì trước tiên á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á, cái cách làm sao mà phân biệt được tinh dầu thật và giả bằng cái cảm quan của mình, tức là cái sự nhận biết mà bằng về mặt lý tính hoặc là về cái mặt quan sát á các bạn. Thứ nhất là các bạn phát hiện cái mùi. Thì có thể là cái việc nhận diện mùi của các bạn á, mà so với những cái người mà làm lâu á, như chúng mình á, như mình á, thì có thể là các bạn có thể là không khó, ít tiếp xúc thì có thể là ít nhận diện mùi được không? Nhưng mà rất là dễ. Thứ nhất, ví dụ những cái mùi mà phổ thông như các bạn thường thấy đó, như là mùi sả chanh, ví dụ là mùi sả chanh như các bạn thường thấy, thì cái cây sả mà mình ăn hàng ngày á, và cái tinh dầu sả chanh của Ấn Độ á, nó khác nhau hoàn toàn. Mình đã nói rất là nhiều trong các cái live stream rồi. Thì cái mùi á, khi mà các bạn ngửi á, khi mà đưa lên mũi ngửi á, thì cái tinh dầu thật, cái mùi nó sẽ giống với cái mùi tự nhiên, mùi tự nhiên ở ngoài, tức là cây sả mình nghe nó dịu hay là nó thơm hay là nó như thế nào đó, thì cái mùi tinh dầu mình ngửi nó y chang như vậy, và cảm giác là nó được cô đặc nên là nó đậm hơn tí xíu thôi. Đó là với những cái loại thảo mộc. Nhưng mà đối với các cái loại hoa, những cái tinh dầu mà như hoa oải hương hoặc là những cái tinh dầu hoa lài hoa gì đó, thì cái mùi nó giống mà nhiều khi còn nhạt hơn cái mùi tinh dầu bình thường, mấy cái mùi bông bình thường mình vầy ra nữa. Tại vì cái đó là mùi qua chưng cất, các cái loại hoa đều qua chưng cất hoặc là một số loại thì qua trích ly, nhưng mà mùi rất là ngọt và rất là dịu, không hề có một chút gì gọi là nồng và gắt hết. Đó là gọi là cái nhận biết mùi. Hoặc là mùi chanh cũng vậy, mùi chanh là cái vỏ chanh các bạn bóp như thế nào thì cái tinh dầu chanh các bạn cũng nghe y chang như thế. Vỏ cam cũng vậy, rồi vỏ bưởi cũng vậy, y chang mùi, không có khác gì. Nên là bạn nghe mà mùi bưởi mà nó thơm ngang ngát hay thơm vậy là không có, tại vì cái vỏ bưởi chúng ta bóp ra nó không có nghe mùi thơm vậy đâu. Còn các bạn thấy vỏ cam, vỏ bưởi mà nghe nó thơm như mùi nước cam, nước chanh á, mà hương thực phẩm bán như vậy là không phải mùi, cái đó là hương rồi, cái đó là người ta sẽ cho các cái chất hóa học vô để người ta làm hương, nên là mình nhận diện nó khác. Cho nên là những cái gì mà về tự nhiên, là cái nguyên liệu tự nhiên như thế nào thì là cái tinh dầu mùi nó sẽ như thế. Đó là cái mùi mà mình phân biệt ngay cái lúc ban đầu. Nhưng mà cái tinh dầu thật thì mùi như thế nào, mặc dù các bạn ngửi như thế, nhưng mà cái mùi của tinh dầu thật á, thì nó sẽ giữ được lâu hơn tí xíu, lâu hơn là khi mình bóp cái thảo mộc ở ngoài ra. Và cái tinh dầu thật á, thì cái mùi nó không thể nào mà bay xa được hết. Ví dụ mình đổ cái tinh dầu đó ở trong cái không gian mà phòng kín như thế này, thì có thể là trong vòng khoảng mấy mét đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được mùi, hoặc là mùi do máy lạnh thổi ra hay là quạt thổi ra, nhưng mà trong cái không gian rất là nhỏ. Còn nếu mà bạn đi qua cái không gian lớn, rộng lớn, ví dụ như là những cái nơi rạp phim, sảnh công cộng,
sảnh trung tâm thương mại vân vân. Thì bạn ví dụ bạn đứng từ đầu này mà bạn cách xa khoảng trên 10 mét là không thể nào bạn nghe được cái mùi tinh dầu thật đâu. Bạn phải đến gần, thậm chí là như những cái loại bình phun sương như thế này thì bạn phải đến gần bạn ngửi sát ra trong khoảng cách là khoảng 20 cm như thế này, bạn vẫy 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 lên thì nhiều khi bạn mới cảm nhận được mùi. Đó là mùi tinh dầu thật. Còn nếu mà cái mùi mà có bay xa, hương nó bay xa thì bên trong đó là có các chất khuếch tán hương, chất định hương, chất tạo hương và cồn. Cho nên là nó sẽ làm giữ cái mùi và nó phóng mùi ra xa. Thì bạn đứng ở đây thì khoảng cách 10m, 20m, thậm chí 30, 50m vẫn cảm nhận được cái mùi. Tại vì cái nồng độ mùi, cái chất hóa học đó, nó đẩy đi rất là xa. Nên là mình đi vô trung tâm thương mại mà mình đi qua ngang qua cái cửa hàng nào á mà mình nghe cái mùi nó nồng, nó xả ra quá trời mùi. Ví dụ nghe toàn hoa hồng, toàn hoa lài hay toàn xả, toàn gì là không có. Cái tinh dầu xả đó các bạn, ngay là mùi xả, là mùi bạch đằng chanh á, mà nó rất là nồng. Nhưng mà khi mình phun như thế này, mình cũng đứng trong khoảng cách mấy mét mình vẫn nghe mùi thôi, hoặc là nghe mà nghe thoang thoảng thôi. Còn bạn đứng gần mới nghe mùi nhiều, hoặc là cái lúc người ta mới đổ tinh dầu vô mới nghe mùi nhiều. Còn mà nếu mà người ta xong một lúc rồi bạn đi qua, bạn chỉ nghe thoang thoảng thôi. Còn bạn nghe mà mùi nó sọc lên quá trời mùi, đó là cái đó là không phải tinh dầu, cái đó là hương liệu. Mà hương liệu thì các bạn biết dùng lâu ngày thì nó sẽ bị ức chế thần kinh, làm mà mẫn cảm, mà ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh. Là gây buồn ngủ, gây đau đầu, gây mệt mỏi. Và nếu mà mình ngửi cái hương đó nhiều, nó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng đến phổi và các cái cơ quan khác nữa, nó không tốt. Và nếu mà cái đó nó tiếp xúc với da mặt của mình nhiều, nó cũng sẽ bị nổi mụn và kích ứng da. Đó là về phân biệt thứ nhất là mùi. Phân biệt thứ hai là cái độ đậm đặc. Mặc dù mùi nó không có văng xa nhiều, nhưng mà cái độ đậm đặc của tinh dầu á, thì tinh dầu nguyên chất thì được chưng cất cho nên cái độ đậm đặc nó sẽ rất là cao. Thay vì cái tinh dầu giả hoặc là tinh dầu được pha loãng rồi á, bạn mới dùng 5 giọt, 10 giọt, nhưng khi bạn đổ cái chai cũng chưa có nghe mùi. Nhưng mà tinh dầu này á, thì bạn chỉ cần đổ khoảng 3 giọt thôi là mùi nó quá bay lên rồi. Trừ một số loại là vỏ cam, quýt gì đó thì mùi nó nhạt hơn, thì là phải đổ 5 giọt và khoảng 10-15 phút là hết mùi. Tinh dầu sẽ đổ ra mùi nó thơm, đậm. Nhưng mà trong khoảng 15, 20 phút, 30 phút thì bạn sẽ không nghe mùi nhiều nữa như cái lúc ban đầu đâu. Cái đó gọi là tinh dầu, tức là nó có cái sự thay đổi về cái mức độ mùi thơm. Còn nếu mà hương á, thì bạn đổ ra như thế và lúc đầu thơm như thế nào, lúc cuối cũng thơm y chang như vậy. Còn tinh dầu thì khác. Rồi bây giờ màu sắc. Màu sắc thì cái thứ ba là phân biệt về màu sắc. Thì cái màu của tinh dầu mình đổ ra giấy cho bạn coi luôn nha. Đấy, mình đổ hơi bị nhiều. Các bạn nhìn nha. Thì cái tinh dầu mà khi mà đổ ra như thế á, nếu mà tinh dầu thật, một lúc nó sẽ bay ra hết. Đấy. Mặc dù cái tinh dầu thật, cái nước này của mình là nước nó vào vàng đỏ các bạn. Nhưng mà khi đổ ra giấy á, các bạn thấy nó không có lên màu nhiều. Anh thấy lên màu không? Không lên màu phải không? Không lên màu. Và để một lúc thì bắt đầu nó thấm. Nó thấm đều ra và giống như một cái tờ giấy ướt ướt vậy thôi. Và nghe mùi nhưng mà nó không có quá sực hay là không quá nồng quá. Thì cái này là cái mùi của cam xả, mùi xả cam nhé, cam xả gì đó. Thì các bạn đổ ra, khi mà mình thử, mình test lên cái giấy mình đổ ra, thì lúc sau là cái giấy nó, cái dầu nó khô đi và cái giấy nó bắt đầu nhạt cái màu dần và nó giữ nguyên cái vị trí màu khô như phía trên này. Còn nếu mà mình đổ các cái loại hương á, hoặc là các cái loại gì đó có dầu có pha khác á, có hóa chất khác, thì khi mình đổ lên đây thì cái màu nó không phải là cái màu trong như thế này, mà nó sẽ màu nó đậm hơn. Mặc dù mình nhìn thấy cái nước nó không có gì, mà khi đổ lên là cái màu nó đậm đậm hơn cái xíu. Hoặc là cái màu nó không có ra cái màu giống vậy, nó không ra cái màu sẫm như này. Hoặc là giống như ngấm nước vậy đó. Hai là sẽ màu đen hơn cái này, giống như cái giấy mà trùng nước vậy đó. Còn cái này thì vậy đấy. Một lúc các bạn thấy nha, đổ một lúc nha, từ trong cái giấy và nó dầu nó sẽ loang lỗ và nó thấm lan ra. Nó thấm lan và dần dần nó khô hết. Thì cái đó là cái tinh dầu. Còn nếu bạn đổ cái này ra cái miếng bông thì bạn sẽ thấy cái màu sắc ra miếng bông gòn á, tại vì cái độ thẩm thấu của bông gòn nó ít hơn. Thì khi bạn đổ ra bông gòn thì bạn sẽ thấy là cái màu sắc của cái tinh dầu này. Thì các cái loại mà thảo mộc như là xả rồi cam thì nó sẽ có màu, tức là cái tinh dầu như thế nào thì cái màu trưng ra như thế. Còn các cái loại hoa như hoa hồng, hoa oải hương thì nó không có màu, tại vì cái đó là do trưng cất, hoặc là lá hương thảo
vân vân, hay là ngay cả tràm trà ca chi bút này cũng vậy, thì cái nước nó sẽ là nước màu sáng, sáng trắng và nó hoặc là hơi ánh vàng, vàng nhạt, vàng pastel, hoặc là hơi ánh màu xanh nhẹ vân vân. Các loại đó là do trưng cất tinh màu nó chỉ như thế thôi. Bạc hà cũng vậy. Còn một số cái loại gỗ thì cái thân gỗ nó nâu, nên là cái tinh dầu mà trưng ở thân gỗ thì thường là nó có màu màu nâu, người ta hay nói là màu ambe đó, màu nâu sẫm của gỗ đó. Rồi một số cái loại tinh dầu mà màu màu vàng như là vỏ cam, vỏ bưởi, vỏ cam thôi, hay vỏ quýt đỏ thì màu vàng, thì chiết cái nước nó ra cũng màu vàng. Thì đó là cái màu sắc của tinh dầu tự nhiên. Còn nếu mà cái tinh dầu giả hoặc là tinh dầu bị pha vậy đó thì cái màu sắc nó lẫn lộn, nó khó phân biệt. Tại vì cái hương rồi cái màu nó không có rõ ràng, không có rõ ràng giống như trên cái tờ giấy chứng nhận đâu. Thì là cái là màu sắc. Rồi khi mà so sánh á, thì các cái loại tinh dầu này khi mình lắc á, mình nhìn vô như thế này, mình lắc lắc như thế này, mình thấy giống như mình đang lắc nước vậy đó. Nó rất là cái độ sánh nó ít. Giống như mình đang lắc lắc nước và hầu như lắc lên không có bọt mấy đâu các bạn. Càng tinh khiết lắc lên không có bọt các bạn, như này. Mình lắc cái chai tinh dầu của mình này, không hề có bọt, không? Và nếu mà có nổi vài cọng bọt á, nó tan ngay lập tức trong vòng chưa đầy một phút là nó có bọt rồi. Còn cái tinh dầu mà có pha cồn thì lắc lên một cái xíu là nó cứ bọt mà nó rất là lâu tan. Muốn biết tinh dầu không vậy đó, đó lắc lắc lên ha, không có miếng bọt. Còn có pha cồn thì nó rất là lâu tan. Cái đó là cái test thứ tư. Rồi cái test cuối cùng nữa là độ nhớt. Thì cái này mình nhìn như vậy, mình nhìn cảm giác như là đây như là nước vậy đó, như là mình đang lắc chai nước. Nhưng mà khi mình đổ ra giấy hoặc là mình đổ ra tay, mình thấy cái giọt của nó hơi sánh nhẹ. Nó hơi sánh nhẹ. Và khi mà mình đổ lên trên cái da của mình đây thì mình cũng thấy nó trơn nhẹ nhẹ thôi. Không có trơn dữ, nó trơn vừa phải, giống như mình cũng thoa nước lên nhưng mà nước thì hơi rít. Còn cái này nó trơn hơn. Là đúng. Nhưng mà phải nhớ nguyên tắc là cái tinh dầu này mà đổ lên cái da của mình thì một lúc sau, nếu một số loại tinh dầu nó sẽ gây nóng da và rát da. Tại vì tinh dầu là cái độ đậm đặc rất là cao, nên là khuyến cáo không được sử dụng trực tiếp lên da. Nhưng mà nếu mà thử hoặc là có vương ra da hoặc là vương ra tay thì một lúc sau là cái vùng da này nó sẽ hoặc là ửng đỏ rát, hai là bị nóng, ba là bị vàng, nó đổi cái màu vàng luôn, giống như là tay mình mà đụng vô cái vỏ cam chanh bắt đầu nó bị vàng á, hoặc là vô cái móng tay này cũng vậy, bị vàng luôn các bạn. Cái đó là phân biệt tinh dầu mà thật hay giả, cảm quan là như thế. Thì các bạn có thể thử và đi ra các cái cửa hàng bán tinh dầu bất kỳ, các bạn kiểm tra xem thử là đúng hay sai để biết được tinh dầu ấy. Đó là mình kiểm tra bình thường thôi. Còn có một mấy khách hàng hỏi là bây giờ làm sao mà biết là tinh dầu nó có tinh khiết hay không, có lẫn tạp chất hay không, có lẫn chì, arsen vân vân hay không, thì cái đó là phải đi test. Cái đó thì nếu mà bạn muốn ấy thì cầm bất kỳ một mẫu ngẫu nhiên và đi ra các cái chỗ các cái viện mà chứng nhận á, các cái công ty về chứng nhận chất lượng test thôi, một mẫu test mấy trăm ngàn đi ra test rất là dễ. Nếu mà mình ấy mình mua mình đi test bình thường, và các cái loại tinh dầu này của bên Aroma test là không bao giờ có chì hay arsen hay cái gì hết, tại vì những cái loại này là gọi là một, nó có chứng nhận 100% tinh khiết cố sơ. Nên là không hề có cái arsen hoặc là chì đâu, các bạn yên tâm dùng ha. Tại vì những cái này khi làm nóng lên á, mà nếu có arsen rồi có thạch tính, có kim loại nặng á, nó bay lên không khí hoặc là khi mình sử dụng lên trên da thì đều ảnh hưởng cho sức khỏe. Nên là muốn biết có chứng nhận có tinh khiết hay không thì cái đó là chỉ có qua máy móc thôi, và qua các cái chứng nhận, và cái chứng nhận mà uy tín nhất và chứng nhận mà đúng nhất thì có thể là các cái chứng nhận của châu Âu. Tại vì ở châu Âu là nó có một số cái máy móc, thiết bị mà đo các cái chỉ tiêu mà có thể là ở bên mình giới hạn, nên là những cái loại máy móc đó chưa có cái chỉ tiêu đo được các cái chỉ tiêu đó. Thì đó là cái cách mà để mình phân biệt được tinh dầu thật và tinh dầu giả. Và chắc chắn là sau cái buổi live hôm nay và sau đó bên công ty mình sẽ chuyển cái file lên kênh YouTube thì các bạn sẽ phân biệt được tinh dầu thật, tinh dầu giả qua một số cái tóm tắt như mình vừa mới nói qua, hoặc là lắc, hoặc là nhận mùi, nhận thấy mùi, hoặc là cảm quan. Cho nên mình đi qua một cái cửa hàng nào đó mà mình thấy mùi nó nồng lên, nồng quá trời nồng, thì cái đó chắc chắn là hương rồi các bạn. Chắc chắn là hương liệu. Hương thì xông trong cái không gian đó như vậy thôi. Nhưng mà như có một cái bài mà của Aroma đó từng chia sẻ đó, thì nếu mà các bạn có đi qua cái cửa hàng của Aroma đó thì hầu như các bạn sẽ rất ít khi nghe mùi. Mà thỉnh thoảng thì các bạn ở trong Aroma thỉnh thoảng xông một số cái mùi tính chất tỏa hương á, và cũng ghi rõ cái đó là
tinh chất tỏa hương, không phải là 100% tự nhiên qua cái bình phun sương. Hoặc là thường thường là bình thường là rất là ít, rất là ít có cái mùi. Bạn đi qua cửa hàng aroma bạn sẽ nghe thoang thoảng thôi, tại vì trong đó nó chứa nhiều tinh dầu, chứa nhiều cái như là xà bông rồi thảo mộc vân vân, là bạn nghe một cái mùi gọi là đặc trưng của các cái cửa hàng tinh dầu. Nhưng mà bạn không hề đi qua đó bạn nghe một cái mùi nồng nó tỏa lên như vậy đâu, không có. Thỉnh thoảng vào vào dịp lễ hay là đông người gì đó thì các bạn mới xông nhiều tinh dầu lên để cho nghe cái mùi lên, cho cảm giác hân hoan thôi. Còn bình thường ở aroma thì vào cái khung giờ cao điểm mới có tinh dầu xông, và một số cửa hàng mới được phép xông tinh dầu, còn hầu như là rất là ít được xông tinh dầu các bạn, nên là không có nghe mùi nhiều đâu. Để giải thích khách hàng thắc mắc là tại sao đi qua cửa hàng tinh dầu mà không nghe quá trời nhiều mùi, tại vì nếu mà mình xông một số loại mùi đó nó sẽ át các cái mùi xung quanh và khách hàng khó để mà trải nghiệm các cái mùi xung, các cái mùi khác được. Mà trong khi những cái mùi của aroma là đến 150 mấy mùi đó, nhiều lắm thì khó trải nghiệm nếu mà mình xông một cái mùi gì đó. Cho nên mùi của aroma đúng là mùi tự nhiên, thì mùi nhẹ. Với thứ hai nữa là mình sống trong cái không gian mà lúc nào cũng mùi nhiều quá thì nó cũng không có tốt. Như là các bạn nhân viên của mình á, nó sẽ bị mất cái khả năng mà cảm nhận các cái mùi khác. Cho nên mùi bên mình ít có, thỉnh thoảng vào cái giờ cao điểm mới có mùi thôi. Rồi